xinh xinh. Cá vàng bơi trong bể nước ngoan ngoãn lặng xúc. Cá vàng múa tung tăng hai bên xinh xinh. Sao mà bơi nhanh hai cá vàng bất bờ gầy cho nước yên sạch trong. Cá vàng bất bờ gầy cho nước yên sạch trong. Ủa cái gì mà mình người ta cái gì đứng trước cổng mình chứ? Ăn ngon nghe cá, chị đi ăn miếng. Ủa tại sao mà em khóc? Em tên gì? Lê Văn. Em tên gì? Lê. Em tên gì? Nhật Quy. Ô tội nghiệp vậy. Dạ đi vô nhà đi ăn bánh nào. Ăn bánh. Ở nhà chị còn có được chơi chứ. Tí chơi. Tí chơi. Tám. Tí chơi. Yes. Hám xuống. Hám xuống. Ai đâu có đâu. Dạ. Xong thêm. Nó có làm cái kia nó có cái bưng xuống từ từ đang ngủ rồi đi á này em lấy cái đây đây thôi nào từ dẹp đi được rồi thôi thôi được đây nè cái vũ vừa nghe đè cái gì vậy cha cái đó là chị ơi trái ô liu tôi không biết phần quà này là ở đâu không dạ dạ tặng phần quà này là cô Dung Nhân Dễ tặng người ta đúng đó. Rồi cảm ơn cô Dung Nhân Dễ đi cảm ơn cô Dung Nhân Dễ à, chị ơi nó bị dính áo em rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đó để dành cho ngoại Thiên Nghi. Ủa cái này là gỗ quá. Gỗ. Ăn ngon. Cái này là ô liu. Cái này cho ngoại, cái này cho bà ngoại. Rồi. Cái này cho tất cả nguyên gia đình. Còn cái này thì cho gia đình mình. Cái đó để đựng quà, đựng bánh kẹo. Nó cho em ơi. Cho em đi. Đâu có để qua một bên đi. Bánh trái gì đâu. Cô bánh đi. Để qua một bên. Em muốn cái này. Để qua một bên. Cái này cũng cho em. Cái này sẽ là đừng đợi tiền. Hồi nãy là nghe em bé khóc rồi kêu em bé cho quà hả? Em làm. Dạ? Em bé tên gì? Quy. Ông bé tên Ốc Tiêu. Dạ bé tên Ốc Tiêu. Ông bé chào ông bà cô chú chưa? Chào ông bà nhỏ nhung. Hôm đó học gì thế vậy anh? Dạ. Học gì con? Nho khô. Nho khô hả? Ồ ngon ha. Em muốn chơi trò chơi. À, học bánh mà con đâu có cho được chơi đâu con. Rồi sữa khui có bánh nào ngon đem qua cho ông bà ngoại rồi chừa cho ông bà nội với. Sẽ cho Quy đi. Đây hồi nãy con thấy Quy tội nghiệp lắm. Nó không thích Quy tội nghiệp quá hả? Đâu có bánh gì con giới thiệu ông bà cô chú chị từng phần ơi. Có bánh gì có lắm bánh gì. Ăn không? Ủa? Nó mở nhẵn. Ê! Ốc Tiêu ơi, lụm con. Lụm vô, đổ ra ngoài chi con. Cho chị cá ăn đi. Đừng.
Hả? Thôi, mai rồi ăn. Giờ trễ rồi, con để dành con mai con mang vô trong lớp cho mấy bạn với. Ha. Ok luôn. Ừ. Con sẽ đem mấy bánh này. Mấy cái đó cho bà ngoại. Mấy cái đó bà ngoại nội ăn được. Chỉ đem sô cô la thôi. Ok, em đúng sẽ rồi, đem cái này. Cho mấy bạn. Cái đó để nhà ăn đi này nè. Cái này nó bao nè. Cái nó mở ra là nó từng lên sô cô la. Ừ. Cái này em muốn chơi con cá. Cái này nó không chơi con cá tí ăn trong đồng. Thôi đi lại đem bánh cho bà ngoại con. Em cho em chơi. Đi thay sữa. Lại mang bánh cho bà ngoại đi. Lại mang bánh cho bà ngoại đi. Hả? Ông sợ. Muốn chơi gì? Xíu chơi, đem bánh cho ngoại đi. Đem rượu cho ngoại đi. Đem bánh cho bà ngoại. Ờ con chơi đi. Đủ chưa? Nhiêu đó thôi hả? Một hộp thôi. Tại có nhiều mà, một hộp chắc đủ rồi. Ông ngoại ơi, cái này cho ông bà ngoại. Chào ông bà Xuân, dạ chúc ông bà sức khỏe. Giờ hôm nay 8 tháng 3 giờ con đang làm được cho mẹ con. Con làm gì á? Dạ con làm món quà. Để cho con coi. Để cho coi kỹ ra, đẹp quá vậy. Ủa con làm đâu vậy? Con làm trên lớp á. Vậy hả? Con tự làm hay là cô hướng dẫn? Cô hướng dẫn con tự làm. Mẹ nó tặng cho mẹ nè. Ồ. Con đi làm á. Mẹ sửa tóc tai lại coi. Mẹ mới đi làm về tóc tai mẹ bù xù quá vậy. Ồ. Rồi sửa cắm hồi nào vậy? Sửa cắm hồi nào rồi mà lên hồi nãy. Hồi nãy hả? Hồi hôm qua. Ủa gì hôm qua? Hồi trưa. Hồi trưa con lên trên lớp con cắm hoa. Ờ mẹ cảm ơn con nha. Trời ơi, đẹp quá. Có kẹo nữa hả? Kẹo. Dạ. Coi mẹ coi coi mẹ không? Dạ con gắn. Bông héo quá này từ trưa giờ nè. Cái này ai mua bông? Cô giáo mua hả? Dạ cô giáo mua ký xong rồi cô. Vậy cô gắn nói con thích bông nào con cắm vô hả? Dạ con thích bông hàng. Bông này bông gì? Dạ bông mưa. Bông liên. Ơ lộn. Bông cúc vàng. Bông đồng tiền. Bông đồng tiền. Dạ bông này là bông cúc vàng nè. Bông đồng tím là bông thạch thảo. Bông này bông gì? Bông này bông sen. Bông cẩm chướng. Này là gì? Kẹo muối. Kẹo muối hả? Cô giáo cho hai cây kẹo muối hả? Không, cái này con, cái này ở nhà mình đó. Còn mình... còn cái này cô. Rồi á. Rồi mẹ cảm ơn sữa nghe. Ủa mà sao tự nhiên tặng tôi vậy? Tặng ngày gì? Mẹ. Ngày gì? Ngày 18 tháng 3. Ngày 18 tháng 3 hả? Mẹ cũng chúc cho sữa tới luôn đi. Luôn xinh đẹp, nó luôn học giỏi. Ủa ngồi vậy. Mẹ nghe muối, ngồi vậy. Sữa hết đi. Nè, mẹ ơi, mẹ con muốn coi cái clip mà con đi con sân khấu không, cô Phụng có quay lại. Cô Phụng có quay lại hả? Quay hồi nào? Ủa? Quay hồi mà con lên sân khấu hát á. Hát bài gì? Ngoài 18 tháng 3. Ủa, nay biểu diễn hả? Ủa? Sao mà, hồi chị con Thủy á, cái con hát hả? À, chị Thủy á. Đúng cái gì rồi ngày mai là hát rồi cơ. Mà hát bài gì đâu, thử cái bài gì. Nay chưa hát bài gì. Cùng tám tháng về. Rồi hát lại ai? Cũng ngồi, chắc phải thuốc chưa? Lên hát mẹ nghe coi. Mẹ muốn coi con em xin khấu hát không? Mà cô Phụng đâu có gửi mẹ đâu, mẹ đâu biết đâu. Mai cha sẽ là đi quay sửa hát. Rồi sửa hát bài gì? Giờ sửa hát coi. Mùng 8 tháng 3. À gì em gì quên rồi. Em đừng có quay chúng mà. Hát sao? Hát sao bài đó sao phải quên. Không quên rồi. Quên rồi hả? Em kết nhành hoa gì á? Hát lên coi. Tặng mẹ đi. Hát tặng mẹ đi. Tặng mẹ với tặng bà, tặng cô. Không biết đi. Hả? Quên lại. Sao có hát không? Con quên à. Sao vậy? Sao quên? Bà tặng mẹ. Chúc mẹ. Nè em bữa nay đây có một quà của một... cô thương sữa tặng cho sữa nè, lấy ra cho sữa đi. Cảm ơn cô con. Cảm ơn cô con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô gửi cho trên chỗ cô Dung, chắc cô đi khám răng á. Rồi cô gửi cho cô Dung. Như sô cô la rồi. Im. Gửi lại cho. Sô cô la bẹt. Cảm ơn cô chưa?
này có ai không? Không. Mang mẹ. Ừ. Có coi chưa? Mẹ xé em. Trời ơi. Đẹp kìa. Còn cái này có ai? Sữa cảm ơn cô chưa? Có sữa luôn. Sữa cảm ơn cô chưa? Con hết bữa rồi này. Sữa cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô. Cái này con mẹ cũng có nè. Để thử đời được ông. Để con cho hai đời. Còn bịch đó bịch gì vậy? Bịch đồ của luôn. Bịch này nè. Kẹo. Sức là. Rồi sữa thay đồ hả? Ông mày cho chú để tí coi. Có thể thấy mấy bộ. Ok. Tạm biệt. Xin chào. Vậy con mịch đó hả? Nhưng mà con thấy lạ. Đúng không? Mẹ cô không biết phải mặc giống vậy không nữa. Cái này phải mặc với một cái áo thun. Đứng im cho mẹ coi nè. Mẹ con. Tại nãy mẹ lấy đại một cái áo thun á. Đúng không? Ừ. Đúng mà phải mặc áo thun. Đúng vậy phải mặc với áo thun. Mẹ có dây mà. Mẹ hả? Cái chi? Không quen hả? Em không quen hả? Rồi, băng đồ đâu? Xinh quá ta. Đi đi sang vòng coi. Nó nhìn bự quá. Lại đây sang vòng coi. Cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô. Đừng có sai chống mặt. Rồi lại đây đứng đây. Cho đẹp coi. Áo này hơi hơi rộng hả em? Này chắc lớp lá sẽ mặc vừa. Sữa chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà chú. Bé tên gì bé ơi? Bé tên Trà Sữa. Bé tên Trà Sữa hả? Bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé hôm nay 5 tuổi. Bé học lớp mấy rồi? Bé học lớp 2. Hả? Học lớp 2. Lớp gì? Lớp 2. Trời mấy? Trời 2. Dạ trời 2. Dạ trời 2. Ôi ngày mai bé biểu diễn hả? Mai con muốn mặc đồ này. Mai bé biểu diễn hả? Mai con sợ gầm mít không có được. Hả? Bé ơi. Ngon quá vậy bé. Mai hát nổi không bé? Gì nổi chứ. Nổi chí hả? Rồi nói ông bà cô chú anh chị ngày mai đi coi con biểu diễn nha. Dạ. Nè. Đây. Hát bài gì đâu? Hát mày hát bài gì ạ? Con hát bài vàng. Mày hát bài gì? Hát cho nghe với mẹ nghe thử coi được không? Cho mẹ chỉnh sửa lại xem. Dòng mùng 8 tháng 3. Rồi hát coi. Câu vơ này. Hát coi mùng. Em kết chùm hoa đi mười đó thấp. Em kết chùm hoa đi mười đó thấp. Món quà tặng mẹ biểu diễn đàng hoàng. Mẹ đam mang mẹ xin chúng mẹ luôn mạnh khỏe xong vui bên trong trong mấy ấm gia đình. Em vẽ cầm hoa cục vàng tươi thắm đem xuống tặng cô và mừng đám mang ba xin chúng cô yêu luôn luôn đẹp mắt như hè cúc vàng trong mắt nắng mùa xuân. Cô và mẹ là hai niềm tin yêu. Mẹ và cô là hai vầng mây em. Quả 8 tháng 3 là tâm lòng em đó. Là khúc ca vui hơn mấy người thơ em. Hay quá ta. Rồi, ngày mai biểu diễn ha. Ok. Cầm uống đi. Dạ, giờ trà sữa uống thuốc rồi mời cậu chú ạ. Giỏi quá ta.